Hi, xin chào mọi người đến với Sound Studio hôm nay thì mình làm một cái video nói về một chủ đề mà mình tin rằng mọi người uh, rất là quan tâm đó là làm thế nào để có một cái nhạc nền có một cái beat người ta gọi là cái beat đó để mình có thể uh, hát karaoke này uh, mình có thể hát cover này hát trong những cái dịp mà đặc biệt ví dụ như hát đám cưới hay là tiệc sinh nhật bạn mà mọi người không có tìm ra cái nhạc nền trên YouTube thì bữa nay cái vấn đề bản quyền nhạc nền này À, bản quyền âm nhạc rất là khó thì um, tất nhiên cái mục đích của chúng ta là chỉ để giải trí thôi thì cái video hôm nay là hoàn toàn phù hợp cho mọi người Còn nếu mà mọi người muốn làm nó chuyên nghiệp hơn thì mọi người nên hòa âm phối khí nha đó nên làm lại cái nhạc nền thì đây mình đã liệt kê ra cho mọi người là 8 cái website 8 cái website online à, mọi người có thể tắt bit free hoàn toàn miễn phí à, nhưng mà nó bị giới hạn nha À, có nghĩa là mọi người có thể tách được à, 2 cho đến 3 bài, có một số trang web thì tách được à, không có giới hạn, nhưng mà mình nghĩ là đây là những trang web là người ta để demo thôi. Còn sau này nếu mà cái lượng truy cập nó nhiều thì à, nó có thể là thu thêm phí đó. Nhưng mà với tám cái website này thì mọi người hoàn toàn có thể thay phiên nhau. Ví dụ như là hôm nay mình tách được ba bài này nó giới hạn rồi thì mình chuyển qua cái trang khác để mình tách tiếp. À, thì đợt trước mình có hướng dẫn cho mọi người một cái website là uh, melody.ml đó thì trang web đó tách rất là khá là chuẩn đó, âm thanh khá là chất lượng. Thì hôm nay mình đã thống kê liệt kê ra 8 cái website đây. Mọi người có thể vào cái đường link ở phía bên dưới mình sẽ để ở phần mô tả để cho mọi người xem um, cái bài viết này và mọi người vào từng cái website để mọi người có thể tách được thì cái nguyên lý sử dụng của tám cái website này rất là đơn giản thôi mọi người cần chuẩn bị một cái bài hát có sẵn uh, lời ca sĩ và cái uh, nó chung là một bài hát có lời nha rồi mọi người tải lên cái website đó uh, rồi sau đó website đã xử lý và mọi người tải về thôi thì bây giờ uh, mình đã làm hết mình đã tải về tám cái uh, một cái bản gốc của mình và mình làm ra mình vào tám cái website đó mình tải về cho mọi người xem đây để cho mọi người so sánh thử cái chất lượng của từng cái web website nó tắt như thế nào nha đấy rồi à, và mình cũng sẽ làm demo vài cái website cho mọi người xem tại vì cái nguyên lý nó như nhau à, à cái nguyên nguyên lý nó là chỉ tải lên upload bài hát lên sau đó máy nó sẽ xử lý website nó sẽ xử lý và sau đó mình tải về à, ok trước tiên á thì mình sẽ cho mọi người À, xem cái chất lượng, nghe cái chất lượng âm thanh Của từng cái website nó tách như thế nào nha Đây Đầu tiên sẽ là cái uh, Website vocal remove And isolation Đây cái file gốc của mình Trước tiên mọi người nghe cái file gốc của mình trước nha để Mình sẽ đeo tai nghe Và để mình có thể nghe được Đây là file gốc của chúng ta đây Vì ai đổi thay Vì em đổi thay Đổi thay đó thì đây là cái bài hát gốc của mình thì bây giờ cái website đầu tiên là vocal remove and isolation thì đây mình sẽ cho mọi người nghe cái thành quả khi mình tách ra nó sẽ như thế này À, cái website này thì tách cũng khá là tốt ha nhưng mà có một vài chỗ nó sẽ bị hơi méo tiếng một chút à, và nó loại bỏ hoàn toàn hầu như là hoàn toàn cái giọng hát của mình luôn thì cái bài này là mình mix và mình hòa âm phối khí mình tự làm luôn cho khỏi cái bị vấn đề bản quyền à, thì đây mọi người nhấp vào ví dụ mọi người vào website của mình ha mọi người nhấp vào đây vocal and Dream isolation thì mình sẽ nói sơ về cách sử dụng ha thì mọi người chỉ cần là browse my file nè Browse My File này. đấy thì mọi người lấy cái file gốc, uh, lấy cái file mà uh, ca sĩ hát và có nhạc nền đó, bấm vào đây, sau đó bấm Open. Đó thì nó sẽ upload lên cái website này. thì tất cả các website ở uh, mình liệt kê ở đây đều nó sử dụng cái trí tuệ nhân tạo á, tức là tức là sao thì nó sẽ học. đó uh, thì uh, các cái trí tuệ nhân tạo máy tính á, nó sẽ học tất cả các cái dạng uh, giọng hát này. Uh, tức là cái đầu vào input nó học càng nhiều á, thì nó sẽ lọc nó chính xác hơn Đó, nó sẽ nó sẽ tương quan nó lọc được đấy thì đây sau khi tải lên rồi thì máy tính nó sẽ cho mình một cái file hai file như thế này một file music và một file vocal thì bây giờ mình thử nghe ha đây là cái âm mức âm lượng này bây giờ mình kéo nhỏ xuống cái phần vocal xuống này mình thử nghe cái phần music nó như thế nào nha Đó, thì nó cũng tương tự như là hồi nãy mình có làm rồi. Nói chung là những cái web à, những cái website này mình đã tải về hết rồi. Đó, thì mình xuất ra được cái file stereo như thế này. Nó cũng ok rồi. Đó, thì mọi người muốn tải về thì mọi người bấm vào music ha. Đó sau sau đó thì nó cho mọi người một cái file để tải xuống này. Đó, thì ví dụ mình à, à ví dụ mình để là tải file đi ha. Đó thì mình để ngoài đây. Đó, bấm save là ok rồi, nó tải về nó để dưới đây này. Đó. Thì à, mọi người có thể chọn cái đường lưu cho nó. Thì mình đang để tải file đây, cái file mình tải xuống này mình để ngoài desktop. Được chưa? Nó rất là dễ dàng, sử dụng rất là dễ dàng. À, các cái website khác cũng dùng y chang vậy. Đó. À. Rồi bây giờ tiếp theo mình thử qua cái uh Uni Converter coi sao. Coi cái âm thanh nó có khác gì không nhé Wow Cái website này thì nó tắt không có sạch bằng nha Nó vẫn còn cái giọng hát bè và giọng hát gốc nó còn một chút đó Đó mọi người thử này, thử nghe lại nha chỉ chỗ này Đó nó vẫn còn giọng hát ha, còn còn giọng hát bè rồi đó còn cái vocal remover thì nó lọc lọc nó sạch hơn này thì mỗi cái công cụ thì nó có một cái kiểu mức khác nhau như cái mức của cái vocal removal thì nó nhiều hơn, nó lọc được sạch hơn còn cái uniconverter này này ở cái website thứ hai thì nó lọc được ít hơn, à, nó lọc thì tùy mỗi cái nó có ưu nhược điểm khác nhau ví dụ như là những ai mà hát yếu này à, cần hỗ trợ khi hát live coi kiểu như có vẫn còn giọng hát bè giọng hát nền phía sau á. thì uh, uniconverter thì vẫn tốt chứ đúng không Kiểu như là có cái nền phía sau thì mình hát nó thoải mái hơn Nó hỗ trợ mình hơn Thì Unique uh, Converter Vocal Remover Remover Mọi người bấm vào ha Đó. Thì um, vẫn như vậy thôi Mọi người sẽ choose file Cái giao diện uh, các cái website nó khác nhau thôi Nhưng mà cái nguyên lý sử dụng nó như nhau cả là mình bấm choose file nha Ok Mình vẫn lấy cái file gốc cho mọi người như thế nào nha uh, Open Rồi chờ một chút thì sau đó nó xử lý xong rồi mình tải về thôi. Rất là dễ ha. Thì những cái website này á thì um, mọi người cần có một cái máy tính ha. Web như thế này thì mọi người chỉ cần điện thoại cũng được, cần điện thoại cũng được. Nhưng mà có một số website á nó tải về cái file zip á, cái file zip chút nữa sẽ có một website tải về file zip thì mọi người nên có cần có máy tính thì nó mới tách ra cái phần mp3 được. À, còn cái web này thì uh, mọi người có thể sử dụng điện thoại luôn cũng được nha. Rồi chờ một chút nó nó convert convert về cái file audio Đó, mọi người xem là có 8 cái website cứ mỗi website mọi người thử thì cứ bấm vào thì nó sẽ nhảy ra một cái website nó xử lý cho mọi người là 4, 5 này 6 này edit your audio này mass magica vocal remover ok à, melody.ml thì đây là cái website mà đợt trước khi làm ở bên Lâm Phát mình có hướng dẫn cho mọi người cái tắt đó thì uh, sau đó mọi người nói là ủa sao tắt có một hai lần là không có được tắt nữa là nó bắt trả phí. Thì thông thường ở các cái website này á nó làm demo thôi, nó làm demo khoảng 2 đến 3 lần. Đó mọi người cung cấp email cho nó. Đó, nó cho mình uh, tại khoảng 2 đến 3 lần đến lần thứ tư á thì nó bắt đầu nó bắt tính phí. Thì có một mẹo cho mọi người uh, không muốn trả phí mà mọi người đang muốn dùng free mà đúng không? Đó, thì mọi người làm nhiều cái email à, Mọi người mượn những cái email bạn bè Hoặc là làm thêm nhiều cái số điện thoại Từ những số điện thoại làm thêm các cái email để mọi người tách ra đó. Chứ nếu không bình thường á, các cái website có phí là nó trả khoảng là từ 6 cho đến 10 đô một tháng Đó, Tùy mọi người thì đây là mình đang hướng dẫn cho mọi người tách bit nó miễn phí nó nhanh đó. còn những trường hợp trả phí thì dễ thôi Cứ đưa tiền cho nó là nó tách thôi Thì mình thấy là Tùy trường hợp nha, có trường hợp tuy là trả phí nhưng mà tách nó không khác gì việc mà uh, các cái website này cả. Các cái website mình uh, cung cấp ở đây nó hoàn toàn miễn phí mà chất lượng cũng tương rất là tốt. Tốt tương đối hay tốt nhiều á là mình sẽ thử ở trong đây, à mình xem coi nó như thế nào. Đó, ví dụ nó ra instrument và vocal này, thôi mình bấm download thôi. Đó, rất là dễ và mình vẫn chọn cái đường lưu cho nó. Đấy mình đặt tên là ví dụ uh, tải 2 đi. Đó, rất là dễ. Lưu ngoài desktop, ngoài màn hình nhé. Sao? Rồi, start đầu. Đó, vậy thôi. Rồi, tiếp theo mình nghe thử ở cái uh, cái website thứ ba nha. AI Vocal Remover. Website thứ ba. À, website thứ ba đây. AI Vocal Remover nhé. Rồi, mình thử nghe thử cái chất lượng âm thanh nó như thế nào nha. Bài chỗ nó méo tiếng và thực sự là cái chất lượng âm thanh là trong ba cái website này thì cái website này mình không đánh giá cao này nó bị méo tiếng khá nhiều và chất lượng nó giảm khá là nhiều. đó thì cái cách làm cũng tương tự vậy thôi. Mọi người chọn tệp này, chọn file. Đấy, rồi uh, chọn file gốc. rồi right, cái bài đây. Open rồi sau đó vào upload. Rồi sau đó nó xử lý, rồi sau đó nó xử lý xong rồi tải về, rất là đơn giản nha. Rồi cái này mình không đánh giá cao cho nên mình bỏ nha. Thì mọi người uh, có thể thử. Rồi tiếp theo uh, vocal vocal i doc se mình bấm thử nha nghe. nghe cái mẫu hồi nãy mình có tải về đây nghe thử coi nó tắt như thế nào rồi hình như thuật toán nó cũng tương tự như thằng AI Vocal tương thuật toán nó tương tự mình cảm thấy nghe nó vẫn có một vài chỗ nó bị méo tiếng và chất lượng nó giảm đi khá là nhiều ấy cái thằng thứ tư và thằng thứ ba này Chất lượng nó giảm khá là nhiều Rồi mình sang cái thằng uh, Lala Lala.ai nha Mình thử xem, bấm vô Rồi bấm về home nha Rồi thì ở đây thì mọi người uh, Chọn là select file thôi uh, Select file, chọn file này rồi vẫn là lấy cái file gốc thử xem nha thì đây mình đã có cái la la chấm ai đây mình nghe thử cái âm thanh nó như thế nào nhá wow cái uh, cái thằng la la chấm ai này nó tách rất là sạch nha À, mình âm thanh nó không có bị giảm chất lượng nhiều ấy khá là tốt thử nghe với tương quan mấy thằng khác coi mấy thằng website khác coi khắc liền là mọi người đeo tai nghe kiểm âm để mọi người kiểm tra này à, chất lượng nó không có bị giảm nhiều nãy giờ năm sáu website một hai ba năm website thì website lala my là tách tốt nhất đó cho đến thời điểm này <laughs> rồi còn những website sau thì mình kiểm tra tiếp đó à, thì cái này cũng cũng tương tự như vậy thôi mọi người chọn chế độ là vocal and instrument thì để đơn giản thì mọi người cứ tách riêng cái vocal thôi còn cái instrument là tổng hợp tất cả các drum này, bass này, electric nói chung là các cái nhạc cụ khác thì nó gom thành cái chữ instrument. thì uh, những ai mà muốn học và uh, mix multi track á, tức là nhiều cái track nhạc cụ á, á thì mọi người có thể tách ra từng từng cái line như thế này, từng track như thế này. còn uh, mình chỉ dùng những trường hợp mà dùng nó uh, chỉ cần là lấy cái nhạc nền để cover thôi hoặc là hát thôi Đấy, thì mọi người chia làm hai thành tố là vocal um, và instrument là được rồi nhé. Rồi, right. sau đó thì um, process the, time, the entire file Tại vì cái này hồi nãy mình đã làm rồi á Thì mình cho mọi người xem Thì tuy là cái chất lượng nó cao, nó tốt thật đó Nhưng mà làm nó hơi lâu nha Nó xử lý hơi lâu đó Đó, chờ nó split, tức là nó tách ra đó Thì sau khi tách ra xong Thì mọi người thấy cái nút là tải xuống nè Download nè Mọi người download cái instrumental là được rồi Download bản full ha Đó là được rồi khí là queue up là nó đang xử lý đó rồi mình đi sang cái web tiếp theo nhé là edit your audio này uh, edit your audio cái web la la, la này uh, <laughs> la la .ai này uh, tốt nha mọi người uh, thử nó nha uh, thì uh, chỉ cần tải về là được rồi mình đi tra sang cái web tiếp theo này thì cái web này mình thấy quảng cáo rất là nhiều mình khá là bực mình á nhưng mà do nó free cho nên là mình giới thiệu cho mọi người luôn Rồi mọi người uh, click vào đây thôi, tải file thôi. Upload lên. Thì nó có instrumental mọi người nghe ở ngoài đây cho. Đây, à, mọi người nghe trong web à, nghe trong đây thì mình để cho. Edit your audio nha. vẫn không tốt bằng, vẫn không tốt bằng cái la la.ai, mọi người nghe la la.ai này. Vô cái là nghe chất lượng nó giảm, nó không còn tuy là nó tắt sạch nhưng mà chất lượng nó bị giảm. Rồi thì mình đi qua cái web tiếp theo đi. À Mas Masmazi, Masmazica. Tên khó đọc nhỉ. À thì mọi người bấm download thôi, cứ upload rồi download được chưa? là nguyên lý đơn giản mà Mask Magica Vocal Remover. Đấy, cái này, à, cái này thì nó có hay một cái là mình có thể upload được này, cái file mình có sẵn nè hoặc là mình lấy trực tiếp từ cái link YouTube hoặc là sau cloud luôn. Thì cái này nó có được cái đó nữa. Đây mọi người nghe cái chất lượng nè thì mọi người muốn upload thì bấm vào đây thôi upload music như các cái website trước thôi à, thao tác y chang Để mọi người nghe nghe cái uh, Magica rồi cho audio với Max Magica nó như nhau đó. mà nó vẫn không bằng lala.ai <laughs> nhưng mà được cái là nó có thể là à, tải trực tiếp trên Youtube luôn hoặc là sau cloud luôn tức là nó lấy link á lấy đường link từ Youtube hoặc sau cloud nhưng mà nó không tốt bằng thì đây là à, thì mình sẽ đi review hết Rồi sau đó mình sẽ tóm gọn lại những cái nào mọi người nên dùng rồi mình qua cái website cuối cùng là melody ml cái này thì hôm bữa mình có hồi xưa thì mình có hướng dẫn cho mọi người rồi thì cái chất lượng âm thanh nó cũng tốt nói chung là mình nghe thử nha nghe thử melody ml như thế nào nha nhưng mà vẫn không bằng cái lala.ai thực sự đây là cái website mình bất ngờ luôn á miễn phí mà tắt rất là tuyệt vời nhưng mà hai cái website này lala.ai và melody.ml này mọi người phải có cái email nha mọi người phải có cái email để nó 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 đưa cho mọi người sau khi nó xử lý xong thì nó trả về cho mọi người mọi người tải về được cái file .zip tải về cái file .zip nha uh... Cái file đó thì mọi người chỉ có thể mở trên điện thoại thôi Chứ còn trên máy à, trên, trên máy tính thôi Chứ còn trên điện thoại hình như là không có ấy được đâu Không có mở được đâu Thì mọi người sau khi uh, điền cái mail Thấy nhiều người uh, là lấy cái mail của mình luôn lấy cái mail uh, Mail sử dụng uh, phòng hờ của mình thôi Nhưng mà mọi người lấy luôn cái mail này Thì đôi khi <laughs> mọi người làm xong Mọi người lấy cái mail của này á uh, Nó gửi về cái mail của mình <laughs> Mọi người đừng có làm vậy Mọi người không lấy được file đâu Đó uh, mọi người cứ lấy những cái mail của mọi người hoặc là những cái mail bạn bè mà mọi người có thể truy cập vào cái mail đó được để mọi người nhận file nha chứ mọi người lấy cái mail của mình cũng không có làm gì được nha à, rồi sau đó mọi người bấm download thôi đó, tại tại file upload này rồi điền cái mail lên điền cái mail mọi người vào rồi upload này sau khi nó xử lý xong thì mọi người bấm download nha thì download thì uh... đó, nó gửi về cái file zip như thế này này đó, hình ba cuốn sách như thế này này đó, thì ví dụ mình uh, bây giờ mình lưu ngoài uh, desktop nha mình đặt tên là abc đi nha cho nhanh rồi mình bấm start down. open folder uh, cái tên abc zip này uh, thì mọi người chưa ở đây thì mọi người chưa thế nào mà nghe được tại mọi người phải giải nén nó đã chuột phải để giải nén nó extract đây thì cái file nó ở trong này này nó cái file file là instruments và vocal thì instrumental tức là nhạc nền á còn vocal là nó tách riêng cái giọng hát chúng ta ra thì mọi người lấy cái file này để mọi người hát karaoke hoặc là hát cover gì đó là ok đó thì mình đánh giá tổng thể á đánh giá tổng thể tất cả các website á thì mình thấy là đứng đầu mình vẫn đánh giá cao là lala ai nó tách rất là sạch và chất lượng nó không bị thay đổi nhiều đó tiếp theo là melody.ml thì hai website này tuy là miễn phí nhưng mà nó có giới hạn á đó, thì mọi người có thể dùng bằng cách là dùng nhiều email hoặc là thay đổi giữa hai cái website này thì như mỗi ngày nó cho phép là một hai cho đến ba cái lần download đó, đó thì qua ngày tiếp theo mọi người download tiếp đó còn cho cái website kia thì nó như nhau à chất lượng nó không cao thì như nó cùng thuật toán đấy cho nên là nó xử lý chất lượng không có cao à, nhưng mà có cái thằng uh, uh, unicorn converter này này thì nó có luôn cả cái phần uh, nó tắt cái kiểu như là cái tỷ lệ tắt nó không có nhiều á. Nó vẫn còn lại cái cái background, cái nhạc nền, cái cái giọng hát nền, giọng hát bè phía sau á thì có thể là những ai hát không tốt thì có thể sử dụng cái website này để tách để hỗ trợ khi mình hát trên trên các sự kiện live á. nó không có bị dở quá đúng không? À mọi người thấy không? Có cả cái giọng hát nền luôn tắt nó một tỷ lệ nó ít nó tắt tỷ lệ thấp hơn đó thì đây là tổng quan tám cái website để mọi người có thể tắt bit tắt nhạc nền để sử dụng cho các cái trường hợp mà à, mọi người tìm trên youtube hoặc trên uh, mạng xã hội trên uh, internet nó không có ra cái cái nhạc nền đó thì thay vì mọi người đi làm hòa âm phối khí thì vừa mất thời gian và vừa mất khá là nhiều tiền thì mọi người có thể sử dụng các cái website miễn phí này À, tuy miễn phí nhưng mà nó có giới hạn mọi người có thể là thay phiên nhau sử dụng các cái website này nha thì cái đường link này mình sẽ để ở bên dưới uh, phần mô tả hoặc bên dưới phần comment của video này mọi người có thể truy cập vào đó để uh, sau này có thể quên thì cứ truy cập vào để mà mở các cái trang web và tải về nha ok uh, video hôm nay thì cũng dài rồi mọi người có thể là đăng ký kênh youtube của son studio để có thể xem những cái video mới nhất của mình mình sẽ hướng dẫn về À, thu âm mix nhạc nè à, các cái kỹ năng khác nói chung là về liên quan đến âm thanh và âm nhạc bài tiếp theo mình sẽ nói về cái tách nhạc nền mà không có bị giới hạn luôn bằng cái công cụ à, bằng cái công cụ có sẵn trong bên gói thứ ba thì đây là cái phần mềm tuyệt vời nhất à, mà mình từng sử dụng nó tuyệt vời hơn những cái kiểu tách như thế này luôn à, mọi người có thể điều chỉnh nhưng mà hôm nay mình sẽ dài rồi mình sẽ không có nói thêm về cái phần công cụ đó à, mọi người đợi cái video tiếp theo nhé. Ok mọi người nhớ ủng hộ cho Son Studio nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.